Xin chào anh em, mình là PW. Ngày 12 tháng 10 vừa rồi, Microsoft đã tổ chức sự kiện giới thiệu những sản phẩm máy tính Surface mới của họ. Và trên tay mình đây là chiếc Surface Pro 9, phiên bản mới nhất của họ. Dự kiến sẽ ra mắt bán chính thức trên thị trường vào ngày 25 tháng 10 tới. Sau cái phiên bản Surface Pro 8 có rất nhiều nâng cấp cả về ngoại hình cũng như là phần cứng bên trong, thì Surface Pro 9 có cảm giác như là một phiên bản nâng cấp tương đối nhẹ. Nhưng cái tương đối nhẹ ở đây đáng chú ý hơn cả chính là việc chiếc máy được trang bị hai phiên bản CPU Alder Lake U của Intel, tiêu thụ điện tối thiểu 15W. Chiếc máy trên tay mình đang cầm ở đây được trang bị Core i5-1235U, còn chiếc máy ở phía sau lưng mình, như anh em có thể nhìn thấy, là trang bị Core i7-1255U. Tuy nhiên thì ngoài cái tên cũng như là cái xung nhịp vận hành ra thì hai con CPU 10nm của Intel gần như không có gì khác biệt cả. Bởi vì bên trong của cả hai đai chip xử lý đấy đều là hai nhân hiệu năng cao 4 luồng và 8 nhân hiệu năng thấp đơn luồng, tổng cộng là 12 luồng xử lý. Còn cái khác biệt bên cạnh cái tên gọi thì chúng ta có Core i5-1235U ở trên chiếc máy này. Nhân xử lý hiệu năng cao sẽ chạy ở xung nhịp turbo tối đa là 4.4GHz, nhân xử lý hiệu năng thấp chạy ở xung nhịp tối đa 3.3GHz. Trong khi đó thì Core i7-1255U cũng là 2 nhân P-Core, 8 nhân E-Core, tổng cộng 12 luồng xử lý. Nhưng 2 nhân 4 luồng hiệu năng cao thì chạy ở xung nhịp tối đa là 4.7GHz, còn nhân hiệu năng thấp thì chạy ở hiệu năng là 4.5GHz. Và năm nay thì chúng ta sẽ lại được trải nghiệm một phiên bản Surface Pro 9 trang bị chip ARM. Bên trong chiếc máy đấy hỗ trợ kết nối 5G và được trang bị con chip tên là Microsoft SQ3 dựa trên con chip Snapdragon 8CX Gen 3 của Qualcomm. Bên cạnh đó thì phiên bản ARM đó cũng được trang bị một cái cụm chip xử lý Neural Processing Unit. Còn trong khi đó thì hai phiên bản chạy chip Intel mà chúng ta đang có ở đây thì lại không hỗ trợ 5G và chỉ hỗ trợ Wi-Fi, mà Wi-Fi 6E là công nghệ kết nối không dây mới nhất hiện tại của chúng ta. Còn về mặt tùy chọn, tính riêng hai phiên bản Surface Pro 9 trang bị chip Intel của chúng ta ở đây thì anh em sẽ có những lựa chọn RAM từ 8, 16 đến 32GB. Còn SSD thì cái khe mở rộng SSD ở đây vẫn là một trong những cái tính năng thông minh và đáng khen nhất của những chiếc máy Surface, khi mà anh em chỉ cần ấn xuống đây và đẩy lên là SSD 1TB phiên bản chuẩn M2-2230 sẽ được lộ diện để cho anh em nâng cấp thoải mái. Và cũng chỉ cần một cái tua vít 6 cạnh là sẽ có thể nâng cấp được SSD rồi. Còn lại thì khoảng 85% thiết kế của chiếc Surface Pro 9 năm nay không khác gì so với Surface Pro 8. Mình nói là 85% là bởi vì thứ nhất, hai cổng USB chuẩn Thunderbolt 4 đã được chuyển sang bên cạnh trái của máy thay vì là đặt ngay gần với cả cổng Surface Connect. Và tương tự như vậy thì nút nguồn cũng như là hai nút volume cũng được chuyển lên cạnh trên của máy. Còn lại thì cái cụm camera trước cho phép anh em đăng nhập Windows Hello bằng gương mặt, cũng như là camera sau 10 megapixel cho phép quay video 4K thì vẫn hiện diện. Và đương nhiên là một cái chiếc Surface Pro sẽ không phải là một chiếc Surface Pro nếu như chúng ta không có cái chân đế rất là tiện lợi ở đây. Khi anh em kết nối với bàn phím, kết nối ở cạnh dưới và ngồi làm việc như một chiếc laptop bình thường. Và một thứ khác cũng không thay đổi từ Surface Pro 8 sang Surface Pro 9 chính là cái màn hình. Màn hình Pixel Sense Flow LCD, độ phân giải 2880x1920, tỷ lệ 32. Và cái màn hình này vẫn là cái ngưỡng mật độ điểm ảnh là 267 ppi. Vẫn có khả năng hiển thị tối đa ở tần số quét 120Hz. Hoặc anh em có thể chọn giữa 60 và 120Hz trong một số trường hợp, ví dụ như là cắm sạc vào thì lên 120, còn tháo ra thì là 60Hz để tiết kiệm thời lượng pin. Nhắc đến thời lượng pin thì Microsoft quảng cáo những phiên bản Surface Pro 9 trang bị chip Intel sẽ có thời lượng pin tối đa là 15,5 tiếng. Còn phiên bản Surface Pro 9 trang bị cái con chip SQ3 thì sẽ có thời lượng pin tối đa là 19 tiếng. Với cái trải nghiệm nhanh của mình kể từ khi mà được cầm hai chiếc Surface Pro 9 này thì vì những cái bó buộc trong cái form factor, vì những cái bó buộc bên trong thiết kế có phần rất là gọn nhẹ này, cả toàn bộ chiếc máy chỉ nặng có 879g thôi. Đương nhiên sẽ có những thời điểm mà khi anh em dùng Surface Pro 9 ở mức tối đa khả năng phần cứng cho phép, ví dụ như là làm những cái tác vụ nặng như là chỉnh ảnh chẳng hạn, thì cái nhiệt năng mà con CPU của Intel tạo ra sẽ lớn đến cái ngưỡng mà con chip sẽ bị bóp xung nhịp để đảm bảo chiếc máy vận hành hoàn hảo. Mà cũng không thể đổ lỗi cho Microsoft trong chuyện này được, bởi vì bản chất của những con chip Alder Lake U của Intel sản xuất trên tiến trình 10 nanomet của họ cũng đã tiêu thụ từ 15 đến 55W điện rồi.
cấp đủ điện từ pin cho con chip là một chuyện, mà tản nhiệt một cách hiệu quả để chiếc máy hoạt động ổn định lại là một chuyện khác. Chính vì thế thì bên trong một chiếc máy mỏng và gọn như là Surface Pro 9 thì cả Microsoft lẫn cả người dùng chúng ta đều phải đánh đổi hiệu năng trong quá trình sử dụng lâu, để từ đó đổi lấy cái sự ổn định về cả thời lượng pin cũng như là nhiệt năng khi mà sử dụng máy. Surface Pro, hay nói đúng hơn là Microsoft, vẫn đang cố gắng tạo ra một cái trải nghiệm Windows 11 phù hợp nhất cho tất cả mọi đối tượng người dùng. Từ những người làm việc văn phòng, từ những sinh viên, học sinh, cho đến cả những cái người làm việc sáng tạo cần một chiếc máy có khả năng cảm ứng và bút để vẽ vời, để biến những ý tưởng trong đầu trở thành sản phẩm trên máy tính. Nhưng cùng lúc, cái máy tính đa dụng đấy vẫn phải có công năng cũng như là hiệu năng phù hợp với cả cái nhu cầu sử dụng của người dùng. Đối với bản thân mình thì mình thấy rằng kết hợp cái hiệu năng của thế hệ chip xử lý Alder Lake U từ Intel với cả những cái thay đổi trong giao diện cũng như những thay đổi trong trải nghiệm của phiên bản Windows 11 22H2 được cài đặt sẵn trong chiếc máy này, có cái cảm giác là mặc dù Surface Pro 9 vẫn sẽ là một chiếc máy rất là hoàn hảo trong điều kiện anh em sử dụng chiếc máy với cả bàn phím đi kèm có touchpad, nhưng mà ở một khía cạnh khác thì những cái thao tác tạo cảm ứng cũng đã trở nên là trơn tru hơn nhiều và biến Surface Pro trở thành một chiếc máy tính bảng đa năng có phần tốt hơn so với Surface Pro 8 ra mắt năm ngoái. Một cái ví dụ đơn cử của việc giao diện của Windows 11 22H2 nó đã phù hợp hơn với cả những chiếc máy có màn hình cảm ứng như là Surface Pro 9 ở đây chính là cái giao diện khi mà anh em kéo và chia màn hình khi làm việc. Ở những phiên bản Windows 11 trước hay là trên Windows 10 thì muốn đưa cửa sổ làm việc sang hai bên, anh em sẽ phải kéo thả ra ở cạnh của hai màn hình. Còn bây giờ thì chúng ta có một cái taskbar hiển thị ngay lập tức khi mà anh em kéo một cái ô cửa sổ của phần mềm anh em đang sử dụng. Một cái thay đổi khác chính là cái thanh hiển thị âm lượng. Thay vì là nằm ở góc trên bên trái của màn hình thì bây giờ nó nằm ở chính giữa, ở cạnh dưới, ngay phía trên taskbar của máy tính. Tuy nhiên thì bất chấp những cái cố gắng thay đổi trong giao diện của Windows 11 như mình vừa mô tả như vậy, thì anh em vẫn sẽ mắc kẹt với cả cái thế giới phần mềm của x86 vốn được phát triển dành cho những hệ thống máy tính với thiết bị điều khiển là chuột và bàn phím. Lấy một cái ví dụ đơn cử rất là đơn giản là kéo ảnh trong Lightroom. Những thanh chuột icon nó nhỏ xíu, rất là khó để thao tác một cách chính xác. Cho nên là chuột và bàn phím vẫn là lựa chọn hoàn hảo nhất đối với anh em. Đề cập đến những cái chênh lệch giữa những nâng cấp thay đổi trong giao diện của Windows 11 so với những giao diện của phần mềm x86 mà anh em đã quen thuộc như vậy, không đồng nghĩa về cái việc là chúng ta có thể quên đi những cái nỗ lực, những cái cố gắng của Microsoft khi cho ra mắt chiếc máy này. Bản thân Microsoft, cha đẻ của Windows, đã quảng bá chiếc máy này như một chiếc máy có sự gọn nhẹ của một chiếc tablet, của một chiếc máy tính bảng, nhưng với sức mạnh của một chiếc laptop thứ thiệt. Thật sự chiếc máy này với cả hai phiên bản trang bị chip Core i5 cũng như Core i7 Alder Lake U của Intel đều đủ sức mạnh để phục vụ những cái nhu cầu cơ bản cũng như là nâng cao của anh em, từ học tập cho đến làm việc văn phòng, làm Excel, gõ Word, gõ văn bản, gửi mail, hay thậm chí là như nhu cầu của mình đó là chỉnh ảnh. Và đó là những cái trải nghiệm sơ bộ của mình với hai chiếc Surface Pro 9. Hai chiếc máy này dự kiến sẽ được bán ra thị trường vào ngày 25 tháng 10 tới. Và đến thời điểm đó thì chúng ta sẽ có những đánh giá chi tiết nhất về hiệu năng cũng như là trải nghiệm sử dụng của hai chiếc máy này. Anh em đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ những clip mới nhất mà mình cũng như các anh em đồng nghiệp ở Tinh Tế trên tay cũng như là đánh giá những sản phẩm công nghệ mới nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.